chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK Và đây là video thứ tự ưu tiên lên tướng thức tỉnh các bạn trong meta mới nhất Hiện tại thì các bạn đang xem bản thông tin thợ săn của cái chế độ cướp đột kho báu các bạn Và đây là thứ tự xếp hạng của những cái con tướng các bạn nha Chúng ta có ba cái con tướng ở Hoa Kinh đang xếp hạng 1, 2 và 3 mang tên là Awakening Hoa Awakening Simira và Wagon Lucius. Xếp phía dưới thì chúng ta có hai con tướng hệ ma đó là Lucilla và Lavatun. Bên dưới nữa thì chúng ta có thêm một vài cái con ở Wagon như là Wagon Safia, Wagon Lyca, Wagon Athalia. Chúng ta có tiếp là hai cái con tướng hệ thần là Libeta, Damia, Rem. Rồi một con tướng hệ thường hiếm hoi Ivan. Chúng ta tiếp tục với con tướng hệ ma là Ogas, con tướng hệ không gian Emilia kế tiếp thì chúng ta có tới một cái con tướng hệ thức tỉnh khác đó là sư phải tới tích dưới này các bạn tới cái top mà top 20 thì chúng ta mới bắt đầu xuất hiện tiếp tục các con tướng thức tỉnh tiếp theo đó là Wagen Biden chúng ta có ở Wagen Belinda không thấy sự xuất hiện của con Maria ở đây các bạn ha cùng với những cái con khác tuy nhiên trong cái bảng này đây chỉ là một cái bảng xếp hạng của cướp độ kho báu thôi các bạn cướp độ kho báu nó là trong những một trong những cái chế độ mang lại rất là nhiều tài nguyên cho game và hầu như là bây giờ có rất là nhiều bạn tập trung vào chế độ này tuy nhiên nó chưa phải là toàn bộ meta của của tướng đâu các bạn nó chưa phải là toàn bộ meta của tướng đâu nha rồi ví dụ như chúng ta có đồ phổ biến của tướng thì chúng ta bấm vào đây các bạn hãy cùng xem đồ phổ biến của các, các cái con tướng ở hoa kình rồi chúng ta sẽ đưa ra cái kết quả những cái vị tướng ở Hoa Kinh nào mà các bạn nên ưu tiên lên đầu Top 2, top 3, top 4, top 5 Và tới top 10 các bạn Nói chung là chúng ta liệt kê đâu đó còn tầm khoảng không cần lên full top đâu các bạn Tại vì có những con thì mình tin là các bạn chưa kịp lên Thì nó đã ra cái con tướng ở Hoa Kinh mới Và một khi đã có cái con tướng ở qua Kinh mới Thì mình chắc chắn với các bạn rằng cái sức mạnh và cái thứ hàng của những cái con tướng ở Hoa Kinh mới Thì hầu như nó luôn luôn vượt trội so với những con tướng ở Hoa Kinh cũ Top 2 bạn xếp hạng tướng phổ biến hiện tại các bạn có thể thấy nó là ở Hoa Simira, yêu nữ ngụ hồn. Tiếp tục cái con tướng ở Hoa mang cái top thứ hạng tiếp theo, đây là bạn xếp hạng tất cả các bạn. Thì chúng ta có là con ở Hoa Kinh Gavis với top 10, tiếp tục là Lika, Abel, Athalia đây là bạn xếp hạng tất cả các bạn nha. Kéo xuống dưới, xuống top 23 thì chúng ta có ở Hoa Solai, chúng ta có ở Hoa Sư, cái tiếp thì chúng ta có ở Hoa Kinh Safia, còn uh, Matria 33 thì chúng ta có ở Hoa Kinh Đình, 35 thì có Eugene, 39 thì chúng ta có Athen, Athen 39 các bạn. Rồi, cái con Aegis ở Hoa Kinh, con Sư ở Hoa thì hầu như không thấy trong các bạn xếp hạng này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ sang các bạn xếp hạng chiến dịch thì các bạn có thể thấy ở Hoa Kinh Simira đang ở top 2, con Abel đang ở top 6 và các bạn kéo thêm vào xuống đây chiến dịch thì chúng ta có Magia đang ở top 20 Givert đang ở top 22 Lika đang ở top 23 kéo xuống thêm thì chúng ta có Hoa kình bị đình đang ở top 29 rồi kéo xuống nữa thì chúng ta có sư ở top 35 các bạn exit ở qua ở top 39 còn này thì chỉ cần một mảnh thôi nha Safia ở Hoa thì ở top 44 về tháp vua thì sao các bạn tháp vua thì Simira vẫn đứng đầu top 6 vẫn là Abel kế tiếp là gây vết còn lyca rồi xuống nữa thì chúng ta có bay đình có Safiya, có a sư ví dụ như tháp ánh sáng thì xua rồi các bạn tháp ánh sáng thì ô oh, tháp ánh sáng cái con abel thậm chí không có luôn các bạn này nó nó hơi ảo nha abel thì bắt buộc phải có chứ chúng ta có athen và jerome kinh thành tàn bạo thì chúng ta sẽ có a sư với lại safia mấy cái top này thì chúng ta khỏi cần xem và chúng ta sang đấu trường nè đấu trường hiện tại đang ngự trị trên đỉnh đấu trường là con ở Waikin Simira. Tiếp thì chúng ta có Atha, có Lyca. Các bạn có thể thấy à, như Simira, Atha, Lyca là những con tướng rất mạnh trong đấu trường, rất mạnh trong đấu trường trong BBB. Kéo xuống nữa thì chúng ta có ở Waikin Givers, chúng ta có ở Waikin Givers, ở Qua Kinh Savija, sư. Xong rồi mới tới Abel các bạn. Trong cái đấu trường thì Abel được đánh giá không cao bằng những cái con như là Atha, con Lyca con AC ở các bạn ha, con ghi thậm chí cái con ghi vết cũng được đánh giá cao hơn so với phần trong đấu trường. Rồi, chúng ta đi đấu giải thì sao các bạn? Đấu giải thì chúng ta có Awaken Simira, chúng ta có Lika, chúng ta có ghi vết, cái tiếp là Atha, ABO Savia và nhiều con khác phía sâu các bạn. Bên giải vô địch thiền thoại thì cũng tương tự như vậy ha. Chúng ta có ghi Givers đang ở top 1. Chúng ta có Lika đang ở top 2. Chúng ta có Simira đang ở top 3 và kế tiếp xuống thì chúng ta có ABO rồi chúng ta có ATA rồi như vậy thì uh, combine lại tổng hợp lại những cái bạn xếp hạng như thế này thì các bạn rút ra được những cái cái đúc kết gì các bạn các bạn thấy được điều gì đâu là cái con tướng mà theo các bạn nghĩ là cái con tướng mà các bạn nên ưu tiên lên đầu tiên các bạn của cái lớp tướng ở Waqir của lớp tướng ở Waqir thì chúng ta sẽ ưu tiên lên con nào và mình sẽ xem thêm trong vương quốc quỷ xoắn nha đây là Nemora ma quỷ nè đây là Simera giá băng các bạn rồi đây là quái lửa đây là những cái con boss mà chúng ta đánh boss nước ban hội vương quốc xoắn chứ không phải là chế độ vương quốc bị nghiền rũ và hành mộng nha đây là pháp sư kỳ quái đây là boss kẻ hữu diệt cùng cát đây là boss Ken còn Atha Damia mà ra mà quỷ lúc đầu ha khi mà các bạn tổng hợp lại tất cả các bạn xếp hạng cũng như là các bạn so sánh sức mạnh của nhiều tướng á, thì lúc trước thì mình khuyên các bạn cái con tướng thức tỉnh đầu tiên mà các bạn nên lên là cái con tế tư ánh sáng ở waqir belinda là vị tướng này các bạn là một trong những con tướng chúng ta, ta nên lên đầu tiên tuy nhiên về cái dòng meta hiện tại nó đi nó đã trôi đi khá là xa và nếu các bạn để ý trong tất cả các bạn xếp hạng nãy giờ chúng ta đi review thì hầu như cái top mà cao nhất trong tất cả các bạn xếp hạng luôn có mặt của vị tướng này. Ở Simira, yêu nữ ngự hùng. Và theo mình hiện tại cái cái con ở Wagen Simira này mới xứng đáng là cái con tướng mà newbie chúng ta nên đầu tư đầu tiên luôn các bạn. Đó là con ở Wagen Simira. Ngoài việc là cái con tướng này nó cũng có cái tác dụng tương tự như con Abel là các bạn có thể sử dụng nó ngay từ khi bật vàng. Và đặc biệt hơn là trong một số cái chế độ chơi khác dành cho newbie như là quái vật huyền bí chẳng hạn một trong những chế độ mà cho các bạn cũng khá khá tài nguyên các bạn thì khi các bạn kẹp chung cái con Libeta cùng với con Simera này thì hầu như các bạn có thể cân mọi kèo các bạn kẹp chung cái con Simera rồi cái con Libeta kẹp chung với con Givert, Ivan chẳng hạn bôn mơ thì gần như là bạn có thể cân mọi kèo đó và khi các bạn có con này thì đi cái chế độ đó khá là ngon cũng như là khi trong quá trình các bạn nâng cấp con qua Kinh Simira này bạn hoàn toàn có thể dùng nó trong BB trong kẻ nước thời gian đi map đi boss nói chung là gần như là ôn chế độ và hầu như là hiện tại thì mình thấy con AC này rất mạnh đặc biệt là nó còn thêm một cái nữa bonus thêm là một cái là con này dùng nó đi trong bot mực rất là ngon các bạn dùng để farm lính farm làng cực kỳ ngon xịn bậc nhất trong game trong cái giai đoạn hiện tại đó là mình chưa nói là thời điểm bot mực vừa rồi thì chúng ta chưa có ở qua kênh nha chưa test ở wagon lucid nên chưa biết chứ còn con ac này thì bao mạnh nó chỉ cần còn bay chung với một con bé là nó sẽ cân được một ải một ải rồi các bạn một cái làng ba hoặc là các bạn cân luôn cả thị trấn thị trấn hai rất mạnh các bạn Meta dịch chuyển một xíu, cái con tướng đầu tiên mà các bạn nên lên theo mình hiện tại không phải là Abel mà sẽ là con AC. Nó sẽ mang lại cho bạn giá trị vừa cả đi map, đi BB, đi bot và cả những cái chế độ chơi khác dành cho newbie như là các bạn có thể leo được đỉnh núi thời gian các bạn chơi được chế độ quái hoặc huyền bí chỉ cần một copy thì có các bạn sẽ có nhận được một con sim ra full option như vậy cái con đầu tiên của chúng ta nên lên là cái con ac rồi thì con thứ hai các bạn lên lên là con nào qua kênh có được có xứng đáng được nhắc tên ở đây không bạn thì hiện tại cái con qua kênh cs này nó còn khá là mới hiện tại cái giá trị mà con này mang lại chúng ta thấy đó là trong BBP và mình vừa review buổi sáng cho các bạn xem là đi map khá mạnh khi có tập trung với con vương miệng băng Nhưng hiện tại còn khá sớm để nhận xét về con này các bạn nên mình xin phép được đặt nó ở một cái vị thế khác mặc dù trong bb hiện tại trong cái chế độ cướp đột kho báu và trong bb vị thế của nó cũng khá ổn các bạn nhưng mà đánh giá cái con con khác xứng đáng lên hơn cái con ở qua kình lưu xếp này các bạn con này thì hiện tại nó còn mang khá là nhiều rủi ro chúng ta không nên lên sớm như vậy cái con tiếp theo mà các bạn nên lên sau với con AC sẽ là cái con nào? Chúng ta có hai sự lựa chọn, một là qua kình Belinda và cái con thứ hai là qua kình Athalia. Các bạn có thể thấy sức mạnh của con ở qua kình Athalia qua những bài xếp hạng mà mình đã chỉ ha. Nếu mà so sánh lại thì các bạn sẽ thấy cái con Abel này hầu như nó sẽ luôn luôn mà nằm thấp hơn cái con Athalia ở hầu như là tất cả các bạn xếp hạng. Các bạn luôn thấy cái vị thế của con Athalia nó cao hơn. Tuy nhiên, trong cái bạn xếp hạng mà đi map á, đi tháp vua thì các bạn sẽ thấy con Abel này nó cao hơn. Như vậy thì cái con Abel này nó sẽ trội hơn cái con Athalia ở cái mặt đó là đối đầu với NPC trên lực chiến cao, tức là việc các bạn phải đi map tháp vua rồi các bạn. Thì theo mình với việc là cái con Abel của chúng ta mạnh trong cái việc đi map hiện tại vẫn đang rất mạnh nha. Như bạn kêu rồi con này cần bảo kê, ok. Đó là những cái con support mà chúng ta có thể dễ dàng kiếm được trong quá trình chơi game đâu các bạn, không phải là những cái gì đó là cầu kỳ hoặc là quá đáng quá toàn là những con khá là bình thường như các bạn kết hợp chung với Jerome, Bonmer, Ruan hoặc là con Ivan là những cái combo tướng tướng thường mà chúng ta có thể dễ dàng kiếm được trong quá trình chơi game. Sau đó thì lâu lâu thì chúng ta có thể kẹp chung với Ana, Leonardo da Vinci những con tướng mà cần thời gian chơi lâu hơn chúng ta vẫn mới có thể sở hữu được. Nhưng mà các khi mà các bạn đã lên được con ở qua trình thứ hai thì những cái con tướng đó thì chắc chắn các bạn cũng có thể kiếm được rồi. Ok, con tướng thứ hai thì mình vẫn khuyên các bạn là nên lên cái con Abel. Nếu mà so về cái chế độ BBB thì Abel nó thu xa cái con Athalia các bạn nhưng mà về những chế độ khác thì con này trội hơn cũng như đi dạo một vòng các bạn sẽ thấy độ phổ biến của con Abel này thì nó sẽ cao hơn một xíu so với con Atha các bạn và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có luôn cái đáp án cái con thứ ba mà các bạn nên lên thì mình khuyên các bạn đó là lên cái con ở Wakin Atalia là vì tướng này là con tướng thứ ba mà các bạn cần lên trong meta hiện tại hiện tại thì thứ ba thì các bạn cần lên con này nha rồi tiếp tục các bạn còn thứ tư thì liệu là chúng ta có nên lên cái con ở Hoa kênh Lucius hay không? Câu này hiện tại vẫn đang là một ẩn số. Tuy nhiên nếu mà so sánh cái sức mạnh leo map trong cái video mà kẹp chung với một mình con vương miệng băng một mình nó cân luôn một map các bạn. Cùng với việc là trong BB hiện tại nó đang thể hiện sự vượt trội của mình khá là mạnh. Thì theo mình đánh giá cái con này xứng đáng nhận được top 4 mà những cái con tướng ở Hoa chúng ta nên lên. Con này top 4 các bạn. Như vậy top 5 thì chúng ta sẽ có một vị tướng nào Top 5 thì theo mình cái con tướng này là xứng đáng các bạn Ở Wagen Athalia Tại sao không phải là Wagen Givers Tại vì Givers các bạn thấy nó xuất hiện trong một vài cái Bạn xếp hạng về trong đi bot nè Trong đi BBB và cả đi map cũng có Tuy nhiên cái vai trò của con ở Wagen Givers Nó thuộc về cái vai trò hỗ trợ phòng thủ là chính và xe đam chung là xe đam cho đội hình của địch chứ không phải là cái con ở Qua gây vớt nó mang vai trò về Hyper Carry thì uh, thiên hướng chơi game của mình các bạn mình thích chúng ta nên ưu tiên lên những cái con mà mang cái vai trò Hyper Carry có một khả năng một mình gánh đội thì mình thích hơn thì giữa so sánh cái vai trò của con ở Qua gây vớt và cái con ở Atalia thì mình vẫn thích cái con uh, cái sorry các bạn ở Qua Lika thì mình vẫn thích cái con Lyca hơn và mình nghĩ con Lyca này sẽ trội hơn nhiều so với con ở Wagon Vết. Do đó thì các bạn nên lên cái con Lyca trước cái con ở Wagon Givert nha. Như vậy thì cái con mà cái con thứ cái con thứ năm rồi cái con thứ sáu thì các bạn có nên lên cái con Vết hay không? Theo mình nếu mà các bạn quan tâm tới Meta thì các bạn có thể lên Vết. Còn mình thì chắc là mình lựa chọn bỏ qua cái con Vết và mình chờ cái con tướng tiếp theo các bạn. Thay vì mình cố đấm ăn xôi mình lên á mình sẽ chờ cái con tướng thức tỉnh tiếp theo nha mình đây là mình đây là mình thì mình sẽ làm như vậy còn các bạn nếu các bạn quan tâm tới meta đặc biệt là meta bbb thì các bạn có thể lên cái con gây để thêm vào trong meta bbb và nó xứng đáng nhận được cái top xấu những cái con tướng thức tỉnh cần lên các bạn như vậy thì cái top 7 tướng thức tỉnh cần lên sẽ là con nào đó là hoa savia mặc dù cái vai trò hiện tại cái con này chủ yếu là nó xuất hiện trong meta meta bbb là chính cùng với đó là meta vương quốc bị nghiền rủa cr và hành lang ác mộng nhưng mà nó cũng khá là ổn mà beta bơi hiện tại con qua kình savia vẫn thể hiện cái vị thế mình rất mạnh do đó thì mình khuyên các bạn nên lên con này trong vị thế là số 7 như vậy thì số 8 thì chúng ta sẽ lên con nào matia có đáng lên không các bạn hay là chúng ta sẽ lên bay theo mình thứ 8 thì các bạn nên lên con ở qua kình Biden. thứ 9 thì chúng ta sẽ lên cái con ở qua sư và thứ 10 thì chúng ta sẽ lên cái con ở qua kình Magia. đây mình không có tướng luôn các bạn sau cái con ở qua kình thì chúng ta sẽ lên những con còn lại đó là con ở qua kình Solai Solai hiện tại cái vai trò vì thế nó giảm sút khá là nhiều rồi bạn kế tiếp thì chúng ta sẽ lên cái con Athen Athen và sau đó sẽ là con A Phượng và con Aegis Aegis sẽ là cuối bạn xếp hàng và con A Phượng sẽ đứng chót bạn xếp hạng gần bên cái anh Aegis rồi đây hoàn toàn là các bạn xếp hạng dựa trên những cái ý kiến chủ quan của mình Và theo những gì mình tổng kết, mình thấy được, mình đúc kết lại thì mình nhận xét như vậy Còn các bạn, các bạn nghĩ cái thứ từ ưu tiên lên tướng tức tỉnh hiện tại như thế nào Thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau Nếu các bạn thấy hay đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt Bye bye